Ừ. Mày làm như chó nữa vậy. Cái này, cái này. Ôi kìa con nó cặp luôn cái cây. Rồi, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà em của mình nha các bạn. Ngày hôm nay anh em mình sẽ đi thu hoạch măng cụt. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng với anh em của mình cùng đi thu hoạch măng cụt nha các bạn. Mời tất cả các bạn theo chúng mình nha. Kè, yeah, lụm bỏ vô, lụm bỏ vô. Không, không có bỏ bọc, cái này không Út Điền hái là không có bỏ bọc. Rồi, lên. Cái này mình bẻ trên cây là mình bỏ vô cái gỗ này nè con xách cái gỗ này. Cái này bỏ bọc đi hồi con đem về. Dạ. Yeah. Đấy. Cái lái đưa cho đi nè, con xách xe đẩy nè. Đẩy lên. Con cái này đang đi. Cái nào điểm đỏ đỏ là bẻ được hết. Hai trái luôn hả? Ừ. Hồi nãy có hai trái đó. Từ từ. Nhẹ. Nhẹ. Nó nhẹ để nó giật. Công phụ út nhung đó. Ừ. Quá trời phụ rồi. Con thích út nhung mà. Con thích mẹ nữa. Con thích cả hai. Trái đó không bẻ nữa. Đây. Đem thêm chi từng quý. Chị hai vô với hàng á, chị hai lấy cái hộp xưởng đem cái hai cọng dây nữa, có cọng dây lâm nữa. Có cọng dây chỉ ở trong cái rổ này, vỏ này được không? Buộc không? Buộc cái vỏ hả? Buộc. Ừ, đúng là cái chỉ đó cũng được á. Rồi có lấy không?
Có dây chỉ đi, dây chỉ buộc được, buộc cái dính. Không bán cái cây được hả? Nên nào nó bự không bẻ ủ. Mở đâu mẹ? Chưa. Rồi. Cái cây nhỏ lắm à. Đừng có bỏ vô bịch nữa. Sao vậy mẹ? Bỏ vô xe luôn, không có đậy bỏ vô bịch. Sánh nè. Đổ nhẹ thôi để nó dập. Nữa hai chị trái hồng hồng đâu đây nha. Hai trái đó. Hái hai trái chưa? Thôi nhẹ phút lá rồi nè. Giật vô mình á, giật vô mình mới vô. Chị Nhung quýnh con. Chị gì? Chị quýnh nhau á. Con đâu có quýnh mẹ đâu mà mẹ quýnh con. Con chắc xuống gõ. Chị thôi diễn trúng đi nhờ hết trơn nha. Nghệ thật chỉ chân đây. Gì á? Làm gì giờ chán thì luôn á. Ha ha, mẹ bị thuốc nông luôn. Mẹ hơi chịu thua nha. Mẹ bị lẹ rồi nha. Lại. Thôi để ở đây đi. What? Ủa alo. Úc út mà kêu buông. Giờ nét mình ăn vậy. Trời ơi. Bỏ vô cái xe. Úc ơi. Úc ơi con hai trái này nè Úc. Đây trong gỗ đó lại. Dắt. Mạnh lên. Ê, tính ra làm tính đâu không lọt lỗ. Ừ. Làm như chó thở vậy. Cái này. Ừ, từ từ đi, Út bẻ đây rồi qua đó. Rồi lẹ chưa? Được rồi. Yeah.
quá trời dành luôn rồi. Phóng lên. Ủa cái này ngã rồi sao không chặt lá gì đó hư trái vậy? Cái bụng bự sau lưng, bụng bự sau lưng nó chặt hết trái rồi nè. Đi trái chưa? Để rồi, trái rồi. Chín đây ăn liền nè. Đâu? Bên đây nè. Bé trời, chỉ mới được 2 trái nè. 3 trái. Dạ. Đây. Coi cận cảnh này không? Ở phòng có 2 ở trên có kiến nữa đó. Rồi. Đây chị Hai nè. Bé đâu à? Em tới bên đây. Cháy đó, cháy đen thừa lùi đó. Ê, lên cái cây gái, lên cái cây gái. Kim Cương đi ra con cặp hắn gì sao vậy á? Kim Cương đi ra kìa. Nó cặp đi. Buông cái cây ra con. Nè nè, con ở đây nè. Ra lại lụm ra. Lụm ra giúp đèn nha. Ừ. Ừ. Nè. Lụm ra mới được. Đổ vậy giật hết. Đừng ngồi đẩy nữa. Ngồi vô đó để trái nó bán kiếm tiền rồi. Được. Cái xu cà na. Xu cà na mới đúng á. Nguyên con nó cặp luôn cái cây. Cái hùm hùm cơ cảnh đó bạn không bẻ hả? Chưa, không cho nào cặp. Đưa cho cha cầm trái này lên. Đưa cho cái mặt camera đó. Cái tài của ông, tài của con á. Ô, cái này. Rồi bỏ vỏ đi con. Dạ. Úp. Bỏ cái con. Chập bỏ vào đi. Bỏ cái con. Cái đó còn sống không sao. Đây đây chập cái nha. Mẹ nó ra. Người đấy thôi, dành dành trước. Cũ em à. Hai trái rồi. Trời, trong đó nóc vô trong đó đó. Em từ. Con trăng về. Nè,
em kìa. Thì lấy đi, còn nhiều mà con. Bảo gì? Còn không? Còn nha. Bỏ cái giỏ xuống. Cho cái đồ thêm ra. Em tưởng mình thắng hơn mà. Mẹ dép bút đèn nè. Chế quần vô bỏ lá này là nhìn không ra luôn á. Cái đó kim cương giật quá. Chị hai cầm cái cây đó cái này. Rồi, đi. Đi ha. Rồi. Anh em mình xong một xe giờ đẩy vô nhà nghe các bạn. Khổ vậy đây. Khổ quá. Chị đồ má về nhắc hết trơn không bứt. Thôi đồ má này không ăn được đâu. Nguyên khủy không à. Điện đi hả? Ừ. Đúng rồi. Đi cầm sọt cầm máy đi úp phục đi ngay. Trời ơi. Nghe thích không? Sao đó hột dâu mà ăn mà nhả hột rồi còn gì nữa. Ăn gì ăn dữ vậy? Em trả lời con là con của cha mà. Đổ nguyên xe bây giờ nha. Lùm rõ. Hai trái nãy giờ có hai trái rồi lùm rồi. Con trắng. Mình thử hai ba trái coi sao. Quay cận cảnh hả, gỗ không? Con muốn vô. Chưa để đổ, để đổ, quay cái đổ. Để đi lột con. Quá trời bên đây là ít. Con kia là con gì? Cho con đây là hồng quả của cây thứ hai nha cả nhà. Giờ đứng xuống dưới cái miếng dừa này đi. Đứng đi đâu nha. Giờ sạch. Đứng lại cho. Đây là thành quả của anh em mình nãy giờ bẻ măng cục nha các bạn. Cũng khá nhiều ạ. Rất là ngon nha các bạn. Đây, những trái măng cục. Chín ngon hết ngon. Cũng có một số nó chưa chín nha các bạn. Để ngày hai ngày là nó chín ăn nó ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ anh em mình thử ăn một trái hai trái cho các bạn cùng thưởng thức với anh em mình ha. Rồi, mời các bạn ha. Giờ mình lột tay luôn đi các bạn ơi. Không cắn bằng chân mà. Rồi mình chân có được đâu. Hay vậy đi. Đây. Chân. Rồi mời các bạn thử thức mặt cũng ngon thôi mà. Ngọt quá. Trời, cái nhà có mấy được quay vậy cho. Quá là ngon luôn các bạn ơi. Ăn đi một hồi hay về. Vậy hỏi là không còn ăn nữa.
ngon quá. Măng cục đầu mùa ngon quá cả nhà. Nhìn cái bú nó mọng nước mà nó căng tròn không cả nhà. Ngon ngon. Ngon thiệt. Măng cục nhà ta ngon quá. Quá ngon cả nhà. Đây mời tất cả các bạn nữa nha. Trời, cái này quá trả luôn nè. Trời ơi, gọi mà hết cái xe của người ta luôn á. Rồi, ngon quá. Mời cả nhà trái nữa nha cả nhà. Gì, chia đôi hả? Ừ, chia đôi đi. Ôi, ôi. Nằm đi. Đi nè. Chúng phải là con gần ngày ăn kim nè. Quá ngon. Rồi, anh em mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.